Ronaldinho chia sẻ hình ảnh hội ngộ cảm xúc với Messi. Trên Instagram, Ronaldinho đã đăng tải hình ảnh về cuộc hội ngộ giữa mình với Lionel Messi trong phòng thay đồ của PSG. Ronaldinho là khách mời danh dự của PSG ở trận đấu giữa đội bóng này với RB Leipzig thuộc lượt thứ 3 vòng bảng Champions League. Trước trận PSG thắng đối thủ nước Đức 3-2, Dinho đã xuống sân Park de Princes chào khán giả. Khi Ronaldinho xuống sân, Leo Messi đã chạy đến chào hỏi và ôm huyền thoại bóng đá Brazil. Trước đó, cả hai đã có cuộc trùng phùng cảm xúc trong phòng thay đồ sân Park de Princes. Hôm qua, Dino đã chia sẻ những hình ảnh hội ngộ giữa mình và El Pulga trên mạng xã hội. Nói về cuộc gặp mặt với Messi tại PSG, Ronaldinho thổ lộ, tôi rất vui khi gặp cậu ấy ở câu lạc bộ nơi tôi bắt đầu sự nghiệp tại châu Âu. Tôi từng nghĩ đó là điều không thể xảy ra bởi tôi từng tin chắc rằng Messi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Barcelona. Khi tôi mới đến Barcelona, người ta nói về một cậu bé rất giỏi. Sau khi tập luyện cùng nhau, Tôi thấy điều đó rất đúng. Trong mỗi trận đấu và buổi tập, cậu ấy luôn làm được những điều khác biệt. Cậu ấy đã trở thành một người bạn thực sự của tôi. Ronaldinho và Messi trải qua hành trình trái ngược giữa PSG và Barcelona. Dinho rời PSG để gia nhập Barcelona, trong khi Pulga đến đội bóng Paris sau khi chia tay Blaugrana. Khi Dinho rời Barcelona, Messi đã được trao chiếc áo số 10 huyền thoại bóng đá Brazil để lại. Tuyển thủ Argentina trở thành người kế thừa vĩ đại của Ronaldinho tại Camp Nou.